Nghị sĩ Elizabeth Warren vừa có một chia sẻ mang tầm vóc quốc gia để chi tiết giải quyết từng điểm một mọi xáo trộn sinh hoạt do trận đại dịch Corona gây ra. Quốc hội đã thông qua 3 biện pháp nhằm giải quyết tức khắc những khó khăn cho mọi gia đình, mọi công nhân, mọi bệnh viện và mọi tiểu thương. Những áp lực của trận đại dịch Corona vẫn còn vô cùng căng thẳng với trên 12.000 người chết vì bệnh Covid-19 và 10 triệu người thất nghiệp, không đi làm được và không được lãnh lương, đòi hỏi Hoa Kỳ phải đáp ứng nhiều hơn và đáp ứng mau lẹ hơn. Nhiều cộng đồng cư dân của Mỹ trải rộng trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ đang bước vào giai đoạn nghiêm trọng. Họ bệnh hoạn trong lúc bộ máy y tế của Mỹ đang bị nhu cầu quá tải căng ra thật mỏng. Dữ liệu ghi nhận trong những tuần lễ đầu tiên cho thấy rằng người da màu bị nhiễm bệnh và chết với một tỷ lệ rất cao. Nạn thất nghiệp trầm trọng như trong những giai đoạn kinh tế suy thoái, biện pháp cách ly xã hội chưa định được ngày chấm dứt. Giai đoạn thứ hai của việc hoạch định chính sách phải giải quyết dứt khoát những thực tế khó khăn đó, giải quyết đến nơi đến chốn chứ không phải chỉ phô trương với một vài ngòi nổ mới. Chúng ta cần những hành động rộng lớn và trực tiếp để cứu sống nhiều sinh mạng và vực dậy nền kinh tế Hoa Kỳ. Nghị sĩ Elizabeth Warren nói rằng ưu tiên quan trọng hàng đầu đó là giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế, và đặc biệt đó là cuộc khủng hoảng y tế. Tôi đã vạch ra các bước cần thực hiện ngay lập tức để đạt được sự gia tăng khả năng thử nghiệm của liên bang về chứng Corona. Ngoài việc thử nghiệm cũng như là sử dụng các quyền hạn theo đạo luật sản xuất quốc phòng được viện dẫn gần đây, chúng ta phải hành động ngay để có sự sản xuất của chính phủ hoặc hợp đồng sản xuất vật tư quan trọng khi thị trường không đáp ứng được nhu cầu cung cấp những bộ thử nghiệm vi khuẩn Corona, những thiết bị bảo vệ cá nhân, nghiên cứu sản xuất thuốc và bất kỳ loại vaccine. Bất kỳ phương pháp điều trị nào trong tương lai mà các nhà khoa học của chúng ta đang nghiên cứu phát triển với số lượng không phải là hàng ngàn mà là hàng chục triệu. Có lần như vậy thì mới bảo đảm được một khả năng sản xuất nhanh chóng và xây dựng một giải pháp tạm trước khi tạo ra được khả năng tiếp tục tiến tới. Chúng ta cũng phải sử dụng các chương trình công cộng để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho tất cả những người không đủ khả năng tự cung cấp. Khi công nhân mất việc, các doanh nghiệp nhỏ đóng cửa và thu nhập của gia đình giảm mạnh, chúng ta phải mở rộng mọi hình thức cứu trợ kinh tế ngoài việc giúp đỡ bằng tiền mặt cho gia đình và cá nhân. Những hình thức cứu trợ đó bao gồm việc đình chỉ thu nợ của người tiêu dùng như nợ credit card, nợ tiền mua nhà, mua xe, ban hành lệnh cấm trục xuất và cấm tịch thu nhà, ngăn chặn việc cúp nước và tắt điện, cung cấp càng nhiều khoản vay giúp sinh viên càng rộng càng tốt và tài trợ để giúp cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em tiếp tục hoạt động. Đối với những người lớn tuổi và những người có tình trạng thiếu sức khỏe, chính phủ cần phải tăng trợ cấp an sinh xã hội và trợ cấp tàn tật hàng tháng. Những công nhân tiền tuyến như là nhân viên y tế, chuyên chở, trang trại, tạp hóa và giao hàng đang trả giá bằng chính mạng sống của họ để giúp cho nước Mỹ tiếp tục hoạt động. Hãng xưởng đã không bảo vệ họ thì thay vào đó, Quốc hội phải viết ra đạo luật về quyền của người lao động thiết yếu như cung cấp nghỉ phép y tế và gia đình được trả lương thực sự, đảm bảo tất cả nhân viên tuyến đầu có thiết bị cần thiết để mà thực hiện công việc của họ một cách an toàn. Chỉ thị những cơ quan có trách nhiệm về an toàn nghề nghiệp thiết lập các tiêu chuẩn an toàn khẩn cấp, tài trợ trả tiền nguy hiểm và bảo vệ quyền của người lao động được thương lượng với giới chủ nhân và được lên tiếng tập thể qua nghiệp đoàn về các điều kiện khi làm công việc nguy hiểm. Duy trì nền kinh tế hiện tại cũng có nghĩa là thực hiện các biện pháp quan trọng để giữ người lao động vẫn còn trong sổ lương ngay cả khi họ cần ở nhà, như trường hợp Quốc hội đã cung cấp các khoản tài trợ giúp trả lương nhân viên. Những nhân viên hàng không trong lúc hoạt động không lưu đình trệ. Khi các doanh nghiệp lớn cần sự giúp đỡ của liên bang thì chính phủ phải tạo điều kiện tài trợ giúp cho các công ty đó giữ nhân viên làm việc. Khả năng trả lương của những doanh nghiệp nhỏ đang rất cần được sự giúp đỡ. Điều chỉnh các quy tắc khó hiểu và lối quản trị quan liêu, chấm dứt các điều mờ ám của những ngân hàng lớn và phải đảm bảo được tài trợ cho mỗi doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện. Tất cả những biện pháp đó đều vô cùng cần thiết. Thượng viện với đa số nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa sẽ bác bỏ dự luật của bà Warren và sẽ dành tối đa số tiền là 2.000 tỷ đô la Mỹ vay mượn cho giới tài phiệt, giới chưa thiệt thòi một nhân mạng nào trong vụ đại họa virus Vũ Hán. Cách trung tâm Eden của cộng đồng người Việt Đông Bắc là khoảng 15 phút lái xe. Vườn rau của bà Bọc nằm ngay khu làm ăn sầm uất và thuộc vào khu đất vàng. Khác với những mảnh đất vàng khác dùng để mà xây cao ốc, siêu thị hoặc là chung cư, thì một người phụ nữ gốc Việt này lại gắn bó với nghề trồng rau đã hơn 40 năm nay ở tại đất Hoa Kỳ này. Mái tóc trông thật là mộc và ôm gọn khuôn mặt của mình, và một chiếc áo truyền thống của người Việt ở miền Nam nước Việt Nam, một chiếc áo bà ba. Cái lưng của bà cũng đã khòm vì thời gian và những công việc làm vườn mà bà đã trải qua bấy nhiêu năm. Một người được gọi là triệu phú nông dân đã lọt thỏm giữa vườn rau và rộng hơn 2 mẫu với khoảng 50 loại rau, cây trái đủ loại. Một nông dân thứ thiệt ở ngay trung tâm sầm uất này. Mùi đất, mùi phân cỏ, mùi rau thơm hòa lại thành một cảm giác vô cùng dễ chịu khi bước vào khu vườn này. Tay cầm bó rau răm mới cắt còn dẫm ướt xương, bà khoe. Rau răm của tôi rất thơm, biết tại sao không? Vì nó có những đốm đen trên lá nè. Rau răm mà không có đốm đen, nó trắng thì cây nó vàng khè, và nó đã từ từ chết. Sinh ra và lớn lên trong một túp lều tranh ở vùng quê miền Bắc, gia đình dòng họ của bà mấy đời đều làm nghề nông. Nghèo cái khổ dường như đã đeo bám vào số phận của gia đình bà khi còn ở Việt Nam, cho đến khi bà di cư vào Nam, và rồi từ đây bà đã theo chồng sang Mỹ để định cư. Và nhiều người đã từng hỏi bà là vì sao đặt chân đến đất Mỹ này rồi mà không làm sao sống cho cao sang hơn, mà lại chọn nghề nông để mà sống. Câu trả lời của bà thật là đơn giản như là một bó rau. Lúc tôi mới bước chân sang Mỹ, tôi bồng đứa con mới 18 tháng, rồi nghĩ gửi nó cho chỗ nuôi trẻ thì đâu có biết người ta nuôi nó ra làm sao. Và ra tôi phải hy sinh cho con mình, tôi phải kiếm cái gì đó để mà vừa ôm nó vừa kiếm tiền phụ cho chồng của mình. Cơ duyên đưa bà Mộc đến vườn rau này là như vậy. Nhưng chưa phải là duy nhất, điều thú vị hơn nữa, người mở lối dẫn đường cho bà đến với nghề nông trên đất Mỹ lại chính là ông James, chồng của bà, một người công chức làm việc cho chính quyền thời Việt Nam Cộng Hòa. Ông chồng tôi thích trồng rau lắm, đi làm về là ông thay đồ ra đào đất làm vườn trồng rau. Hai vợ chồng ăn đâu có hết, nên mỗi cuối tuần là cắt rau mang cho bạn bè, họ mừng lắm. Lúc đó tôi còn đi may phụ thêm, tôi mang vô hãng may cho mấy bà bạn, họ nói rau mắc lắm đừng cho, chồng tốn công tốn sức tốn đủ thứ mà mang cho đi hoài. Mang đi bán đi, họ bày cho tôi mang ra bãi đậu xe, tôi làm theo. Người ta thích quá trời, hỏi đủ thứ loại rau. Thế là từ đó tôi ngồi bán ở bãi đậu xe cũng khoảng 10 năm, bà kể lại như vậy. Cơ duyên lại dẫn cho cuộc sống của chúng tôi càng thú vị hơn. Bước vào nghề, bán rau là từ sở thích của chồng, nhưng mở ra một tiệm bán rau ở nhà là do sáng kiến của bà má chồng. Bà kể lại chuyện xưa, về sau bà má chồng nói rau của con ngon, đi bán chi cho nó mệt, cứ ở nhà đi, sẽ có người mua. Thế là tôi ở nhà, sau đó có mấy người Mỹ đến làm phóng sự, đưa lên tivi, có địa chỉ hết nên đó có nhiều người biết đến, thành ra tôi cũng không phải đi đâu bán hết nữa. Tiếng lành đồn xa, rau ngon vang khắp vùng. Khách đến mua đông đến mức khu vườn nhỏ của bà Bọc không được phép làm kinh doanh nữa. Vợ chồng của bà phải tìm một khu đất rộng hơn 2 mẫu, theo luật lệ của tiểu bang. Vườn rau Bạc Triệu nằm ngay khu thị tứ của bà Bọc ra đời từ đó. Phải nói là giá đất ở ngay khu vườn rau của bà, nếu mà chưa tính về giá trị rau, cũng đã lên tới Bạc Triệu Mỹ Kim rồi. Quả thật gia đình bà có tuổi đã nhúm những cọng tóc bạc trên đầu, mặt cũng lộ rõ những vết thời gian. Điều đáng mừng ở đây, một người phụ nữ gốc Việt vẫn vui vẻ săn sóc những cây cối, chăm nom rau từ vườn nhà, và rồi cuộc sống vẫn yên vui và hạnh phúc đề hòa. Dù rằng biết rằng những giá trị mà mình đang có thực sự là lớn lao, với biết bao nhiêu con người mong mỏi, đặc biệt những người Mỹ gốc Việt chúng ta, những người mà chưa được có một cuộc sống ổn định êm ấm. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.